Lần đầu làm thử bánh tây yến, kết quả ngoài sự mong đợi. Cả nhà chuẩn bị 50g bột nếp, thêm 250g bột gạo, 340ml sữa tươi. Anh chị mình muốn ngon hơn thì thay sữa tươi bằng nước cốt dừa, thêm 2 ống vani, rồi dùng tay bóp nhồi bột trong vòng 10 phút. 10 phút sau thì từ cục bột cứng ngắc, mềm nhũn ra và có nhiều bóng khí như thế này. Sau đó thêm 160g đường, tiếp tục nhồi bột thêm 20 phút nữa. Công đoạn này mà nhào mỏi tay thì đưa cho mấy anh trai anh nhào giỏi lắm. Nhồi xong thì cho bột nghỉ tầm 10 phút, cho bột vô cái ly uống trà. Chờ dầu sôi, đổ bột từ trên xuống để tạo bánh hình tròn. Hình như em cho dầu hơi nhiều nên không thấy rễ tre đâu, cái bánh nó dậy cui luôn. Ôi trời ơi. Tiếp đến em đổ mấy cái sao cho ít dầu lại thì bánh ra rễ tre ngon lành, giống tay yến chưa cả nhà. Chứ em cũng không biết nữa, thật sự đó giờ em cũng chưa thấy cái tay yến thật bao giờ. Đổ đâu được 4-5 cái để riêng review, còn nhiều thì để con bé cháu nó chiên hộ. Giữa trưa nắng đứng chiên nóng, ta nói nó nóng thôi rồi luôn. Giờ là phần review của con bé cháu. Xin chào các bạn, nay mình sẽ thưởng thức bánh dùm Út mình. Út mình đang bị đau mắt đỏ nên sợ lây qua mạng. Đầu tiên mình cho ít tôm ớt xí muội lên bánh, rồi mình xé bánh ra cho cả nhà xem độ dẻo của bánh tay yến. Mời cả nhà nhìn miệng mình xem ăn có ngon không nha. Ừ, Út chiên sẵn ăn ngon thiệt, giờ vô nhà chiên bánh tiếp mới ngán nè.